Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi qua một bài mới nhé. Bài học mà tuần này chúng ta cùng tìm hiểu đó chính là bài số 4, sử dụng biến và hằng trong chương trình. Khi qua bài mới, bài 4 thì chúng ta cùng nhìn lại một số kiến thức cũ nhé. Các kiểu dữ liệu cơ bản là by, integer, real, char và string là kiểu số nguyên, số thực, ký tự và sau ký tự. Các phép toán với dữ liệu kiểu số là phép cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư. Các phép so sánh bằng, bé hơn, lớn hơn, khác, bé hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng. Lệnh write và write line để thông báo kết quả tính toán. Trong đó thì write line nó sẽ giúp cho mình xuống hàng ha. Lệnh read write để nhập dữ liệu từ bàn phím. Lệnh delay để tạm ngừng chương trình trong một khoảng thời gian xác định. Còn lệnh read write trước từ khóa end để tạm ngừng chờ người dùng nhấn phím enter. Đây, chúng ta cùng qua bài mới nhé. Đó là bài số 4, sử dụng biến và hằng trong chương trình. Thì chúng ta cùng tìm hiểu xem biến và hằng trong Pascal là gì, được sử dụng để làm gì. Và nếu như chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ khai báo nó ở phần nào. Đầu tiên, cô đưa ra một cái tình huống cho mình. Bạn đen muốn viết chương trình để tính chu vi hình vuông với độ dài cạnh là bằng 5. Em hãy giúp bạn đen thực hiện chương trình trên với Pascal nhé. Rồi, mình có một cái hình. Độ dài của cạnh hình vuông này là 5. Như vậy thì công thức chu vi hình vuông sẽ là cạnh nhân 4 là bằng 5 nhân 4, đúng không nào? Rồi, ở đây là mình viết chương trình chu vi hình vuông với cạnh bằng 5 là mình in ra là 5 nhân 4, nó sẽ in ra cái kết quả của 5 nhân 4 chính là 20 nhé. Thì câu hỏi đặt ra là ta có thể viết một chương trình cho phép người dùng nhập từ bàn phím độ dài cạnh của hình vuông, sau đó tính toán chu vi và cho hiển thị kết quả ra màn hình hay không. Có nghĩa là lúc nãy ta đã biết sẵn được là cạnh của hình vuông là 5, còn bây giờ là tùy theo người dùng nhập con số mấy để mà chương trình nó sẽ in ra cho chúng ta kết quả của chu vi hình vuông. Đó, mình cũng có một hình vuông và mình đặt cái độ dài của cái cạnh hình vuông này là A. Như vậy thì cái công thức tính chu vi hình vuông chính là cạnh nhân 4. Đó. Rồi, bây giờ chương trình của chúng ta nó sẽ được viết lại như sau. Cho mình nhập độ dài của hình vuông đó bằng cách sử dụng lệnh readline A. Rồi, như vậy sẽ in ra chu vi của hình vuông là chính là A nhân 4. Đó, màn hình kết quả chúng ta sẽ có là nhập độ dài cạnh hình vuông là 5. Sau đó in ra chu vi. Nó sẽ lấy cái số 5 nhân 4 ra kết quả là 20. Mình hãy so sánh sự khác nhau giữa hai chương trình. Đây là chương trình số 1. Là mình đã biết rõ cạnh hình vuông có độ dài là 5 thì sẽ ra được chu vi hình vuông là 20. Còn ở chương trình số 2 thì cạnh hình vuông độ dài của nó sẽ do người dùng nhập vào. Như vậy thì cái sự khác nhau giữa hai chương trình đó chính là chúng ta thấy xuất hiện một cái tên là A. Rồi, và như vậy ở đây A chúng ta sẽ gọi đây là biến. Vậy thì biến là gì và vai trò của biến như thế nào trong lập trình? Chúng ta cùng sử dụng biến và hằng trong chương trình bài số 4. Một nhỏ, biến là công cụ trong lập trình. Như vậy thì mình đặt ra những câu hỏi, biến được dùng để làm gì? Dữ liệu do biến lưu trữ có thay đổi được hay không? Và dữ liệu được biến lưu trữ gọi là gì? Thì đây, lúc nãy mình có một cái A và mình gọi đây là biến A. Biến A lúc nãy có phải là đang chứa con số 5 nếu như chúng ta nhập độ dài của cạnh hình vuông là 5 không ạ? Và nếu như một người dùng khác nhập độ dài của cạnh hình vuông là 10. Như vậy biến A bây giờ có phải đang chứa con số 10 không ạ? Như vậy thì có phải là biến được dùng để lưu trữ dữ liệu. Và dữ liệu do biến lưu trữ này có thay đổi được không? Rõ ràng là nó thay đổi tùy theo người dùng của chúng ta nhập cái con số nào. Đó. Và dữ liệu mà do biến lưu trữ ở đây mình sẽ gọi đó là giá trị của biến. Như vậy ở đây A chính là giá trị của biến. Đó, bên đây mình có một bước là nhập A. Như vậy thì biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Và dữ liệu do biến lưu trữ mình gọi là giá trị của biến. Rồi, giả sử đây mình có một cái biến x. Mình sẽ gán cái giá trị 5 cho biến x này. Hoặc nói cách khác là mình nhập cái số 5 vào trong cái biến x. Như vậy biến của mình tên là x. Còn 5 chính là giá trị của biến. Rồi, ví dụ ở đây, cô muốn in ra
kết quả của 15 cộng 5 thì cô dùng lệnh write line 15 cộng 5 nó sẽ in ra cho mình là con số 20. Như vậy ở đây câu hỏi đặt ra làm thế nào để in ra màn hình tổng của hai số mà giá trị của chúng là chúng ta không biết trước. Thì ta có thể sử dụng hai biến x và y để lưu giá trị của các số đó. Câu lệnh in ra màn hình tổng của chúng chính là write line x cộng y ha, chấm phẩy. Và mình giả sử như mình lưu trữ các số 15 và 5 trong các ô nhớ có tên là x cộng y. Đó. Khi mà mình khai báo hai biến x và y thì trong bộ nhớ của máy tính sẽ tạo ra hai ô nhớ x, y đều dùng để lưu trữ cái giá trị của x và giá trị của y. Giả sử thì chúng ta nhập con số 15 được đưa vào biến nhớ x. Đó. Nhập con số 5 là gán giá trị số 5 vào cái biến nhớ y. Thì khi mình gọi lệnh write line x cộng y thì sẽ lấy cái số 15 cộng 5 ra được con số là 20. Qua phần 1 thì chúng ta nhận thấy được rằng biến chính là công cụ ở trong lập trình và biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu được biến lưu trữ thì có thể được thay đổi. Ha. Ví dụ như trên cái phần mềm VietSchool đó, chúng ta có rất là nhiều biến nè. Biến được sử dụng để lưu trữ họ tên học sinh nè. Thì đó rồi biến được sử dụng để lưu trữ điểm nè, điểm kiểm tra thường xuyên và điểm kiểm tra định kỳ đó, và nó có thể được thay đổi trong quá trình mà chúng ta nhập, và nếu như học sinh muốn xem thì học sinh cũng có thể xem được những cái điểm số đó. Vậy thì muốn sử dụng biến thì chúng ta phải làm gì? Có phải là muốn sử dụng biến thì chúng ta phải khai báo biến không nào? Như vậy việc khai báo biến nó sẽ nằm ở phần nào của chương trình nhỉ? Như vậy để sử dụng được biến ta phải làm gì? Biến được khai báo phần nào ở trong chương trình và việc khai báo biến sẽ gồm những gì, từ khóa nào được sử dụng để khai báo biến, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Rồi ở đây chúng ta thấy nè, rất là rõ ràng của cái việc khai báo biến. Như vậy để sử dụng được cái biến A này thì chúng ta bắt buộc phải khai báo biến A đó. Đó, việc khai báo biến nó được khai báo chính là ở phần khai báo của chương trình, và việc khai báo biến gồm, chúng ta thấy ha, gồm đầu tiên là cái tên biến và kiểu dữ liệu của biến. Và từ khóa được sử dụng để khai báo biến chính là từ khóa và. Rồi, cô ví dụ ha, trong cái phần mềm VietSchool của mình á, thì cái biến họ và tên học sinh là kiểu dữ liệu nào theo các em nè? Nó có phải là kiểu string sau ký tự không nè? Còn điểm của học sinh thì nó chính là kiểu số thật, kiểu real. Như vậy chúng ta thấy rằng các biến dùng trong chương trình cần phải khai báo ngay trong phần khai báo của chương trình. Và việc khai báo biến gồm khai báo tên biến và khai báo kiểu dữ liệu của biến. Và chúng ta nhớ một cái quy tắc cực kỳ quan trọng. Tên biến do người sử dụng đặt theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình. Rồi, cú pháp khai báo biến và tên biến kiểu dữ liệu, chấm phẩy. Rồi, đây chúng ta thấy nè. Đó, các biến dùng trong chương trình, biến A dùng trong chương trình phải khai báo ngay trong phần khai báo của chương trình. Đó, khai báo biến gồm A là tên biến, integer chính là kiểu dữ liệu của biến. Đó thì như vậy mình vừa mới tìm hiểu về cú pháp khai báo biến. Rồi mình đưa ra một số ví dụ ha. Các em cùng tìm hiểu nè, cùng cho cô biết đâu là từ khóa nè, đâu là tên biến nè, đâu là kiểu dữ liệu nè. Như vậy từ khóa có phải là va không nè? Tên biến là mn nè, kiểu dữ liệu của hai biến mn là số nguyên nè. Tiếp theo đó là tên biến là s nè và diện tích nè. Kiểu dữ liệu của hai biến đó là số thật. Rồi biến thông báo và biến tên, kiểu dữ liệu là sau ký tự. Chúng ta vừa mới đi qua phần một nhỏ và hai nhỏ để biết được rằng biến là công cụ dùng để lưu trữ dữ liệu, và muốn sử dụng biến thì chúng ta phải khai báo biến ở trong phần khai báo cùng với lại cú pháp của việc khai báo biến. Như vậy sau khi đã khai báo biến rồi thì chúng ta sử dụng biến trong chương trình như thế nào? Cái câu hỏi đặt ra là những thao tác nào chúng ta có thể thực hiện được với biến? Ví dụ như là chúng ta lúc nãy nhập cái con số 5 ở read line A đó, là nhập con số 5 vào biến A, thì mình có thể được xem nó như là mình gán giá trị số 5 cho biến A, hay là ở trong chương trình mình có thể gán là A 2 chấm bằng 5 chẳng hạn, đó cũng là gọi là gán giá trị cho biến A. Rồi ví dụ như để mà tính được điểm trung bình thì phải cộng các con điểm thường xuyên và điểm cuối kỳ, rồi sau đó mình chia như thế nào đó ra được cái điểm trung bình, thì đó gọi là tính toán với các biến.
Như vậy, chúng ta có hai cái thao tác có thể thực hiện được về biến, đó chính là gán giá trị cho biến và tính toán về các biến. Rồi, gán giá trị cho biến. Mình hãy nêu cái cú pháp của câu lệnh gán giá trị cho biến ở trong Pascal. Cú pháp của câu lệnh gán giá trị cho biến ở trong Pascal là tên biến 2 chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Ví dụ, có một cái biến tên là chiều dài, đó, thì cô gán cho biến chiều dài này có giá trị bằng 5. Đó, chiều dài 2 chấm bằng 5 chấm phẩy. Rồi, mình cùng tìm hiểu xem một số lệnh trong Pascal thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào nha. Đầu tiên là chúng ta gán giá trị số 12 vào biến nhớ x. Mình gán giá trị đã lưu trong biến nhớ y vào biến nhớ x. Ví dụ ở trên á, y đang có giá trị bằng 5 chẳng hạn. Thì sau khi mình gán x 2 chấm bằng y, có nghĩa là x cũng sẽ có giá trị là 5. X 2 chấm bằng x cộng 1 là mình tăng giá trị của biến x lên một đơn vị. Kết quả thì mình gán trở lại biến x. Giả sử ở trên mình đang có x bằng 5. Như vậy nếu mình gọi cái lệnh x 2 chấm bằng x cộng 1 chấm phẩy, thì nó sẽ lấy số 5 cộng 1. Như vậy giá trị cuối cùng của x bây giờ chính là 6. X 2 chấm bằng a cộng b chia 2 chấm phẩy. Thực hiện phép tính toán trung bình cộng hai giá trị nằm trong hai biến nhớ a và b. Kết quả gán vào biến nhớ x. Đó. Thì nếu như ở đây a của mình đang là 4, b của mình đang là 6. Đó. Khi mà mình gán x 2 chấm bằng a cộng b chia 2 thì nó sẽ lấy là 4 cộng 6 nó bằng 10 chia 2 bằng 5. Thì tùy theo cái cách mình in ra mà số 5 nó sẽ được in ra như thế nào ha. Rồi, mình coi nè, mình để ý nè. Khi mình chạy chương trình thì nó báo lỗi. Những nguyên nhân nào nó báo lỗi? Nó báo là sai kiểu dữ liệu. Ở đây chúng ta thấy chúng ta khai báo cái biến x này, kiểu dữ liệu là số nguyên. Mà đây chúng ta lại gán biến x với cái giá trị là một số thật, số thập phân. Đó. Như vậy lưu ý, kiểu dữ liệu của giá trị gán cho biến phải trùng với kiểu dữ liệu của biến. Đó. Khi được gán giá trị mới thì giá trị cũ của biến sẽ bị xóa. Như vậy, lệnh nhập giá trị cho biến từ bàn phím là lệnh readline tên biến chấm phẩy. Ví dụ như mình muốn nhập chiều rộng thì mình gọi là readline chiều rộng chấm phẩy ha. Rồi, như vậy sử dụng biến trong chương trình, các thao tác có thể thực hiện với biến. Đầu tiên là gán giá trị cho biến, thứ hai là tính toán với các biến. Và để gán giá trị cho biến trong Pascal thì chúng ta sử dụng cú pháp tên biến 2 chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Ví dụ là chiều dài 2 chấm bằng 5. Các em ghi bài vào nhé. Thì chúng ta vừa mới tìm hiểu về biến trong Pascal. Biến là một cái công cụ trong lập trình, biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Và biến có giá trị có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình. Muốn sử dụng biến thì mình phải khai báo ở phần khai báo. Và các thao tác có thể thực hiện với biến là gán giá trị cho biến và tính toán với các biến. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là biến nó có thể được thay đổi dữ liệu trong khi thực hiện chương trình. Và chúng ta qua một cái phần mới, đó chính là hằng. Như vậy thì hằng khác biến ở chỗ nào? Hằng cũng sẽ giống biến, đó là dùng để lưu trữ ở cái dữ liệu. Như vậy hằng khác biến ở chỗ là hằng không thể thay đổi được giá trị trong khi mà thực hiện chương trình. Nếu như chúng ta muốn sử dụng hằng thì cũng như biến, chúng ta sẽ phải khai báo hằng. Và nếu như mình muốn thay đổi hằng thì sao? Thì mình chỉ có thể thay đổi ở cái vị trí ở phần khai báo mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng hằng không có thay đổi giá trị. Vậy tại sao chúng ta lại phải sử dụng hằng? Nếu như trong một cái chương trình của chúng ta có những cái tên nó quá dài được lặp đi lặp lại mà chúng ta có thể sợ sai sót, có một cái dòng ký tự quá dài, có một cái dãy số quá dài và những cái dãy số đó, những cái ký tự đó cũng được lặp đi lặp lại, sẽ làm cho chúng ta gõ rất mất thời gian và có khả năng bị sai sót. Như vậy thì để tránh sự sai sót đó và tránh mất thời gian, chúng ta nên sử dụng một cái hằng. Cô ví dụ như là một cái số điện thoại của mình chẳng hạn, nó dài đến 10 10 số nó, và chúng ta phải gõ đi gõ lại 100 lần. Như vậy thì chúng ta chỉ cần khai báo một cái hằng tên là số điện thoại chẳng hạn và gán cái giá trị số điện thoại của mình cho cái hằng đó. Đó, như vậy trong cái chương trình của mình, thay vì mỗi lần mình gõ cái số điện thoại của mình thì chỉ cần mình dùng đúng cái tên hằng là được. Nó sẽ tránh đi cái việc sai sót rất là nhiều. Rồi, như vậy hằng là gì?
hằng là đại lượng để lưu trữ dữ liệu lúc nãy cô vừa mới giảng và có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Mình nhớ nha, biến thì nó sẽ có giá trị thay đổi, còn hằng có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Ví dụ, đó, mình khai báo một cái hằng tên là pi với giá trị là 3.14, mình khai báo một cái hằng tên là bán kính với cái giá trị bằng 2. Như vậy thì cons chính là từ khóa, pi và bán kính chính là tên hằng, 3.14 và 2 chính là giá trị của hằng. Như vậy, bạn nào có thể cho cô biết cú pháp khai báo hằng? Chính là cons tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Rất là dễ đúng không nào? Lưu ý. Như vậy, khi cần thay đổi giá trị của hằng, ta chỉ cần chỉnh sửa một lần ở đâu? Ở phần khai báo. Không thể dùng câu lệnh để thay đổi giá trị hằng ở bất kỳ vị trí nào trong chương trình. Mình nhớ nha, hằng không thể thay đổi được khi thực hiện chương trình. Rồi, đây chính là vị trí chỉnh sửa nếu như chúng ta muốn chỉnh sửa. Rồi, em ghi bài nha. Hằng là đại lượng để lưu trữ dữ liệu và có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Cú pháp khai báo hằng, const tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Như vậy mình nhớ nha, từ khóa để khai báo hằng chính là const. Ví dụ, const pi bằng 3.14 chấm phẩy hay là bán kính bằng 2. Nếu như chúng ta khai báo nhiều hằng thì chúng ta cũng chỉ cần có một lần từ khóa const thôi nhé, giống như là khi chúng ta khai báo biến, chỉ một lần từ khóa var. Hướng dẫn cho mình những cái kiến thức về biến và hằng thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho mình là bài tập 1 trong Pascal, các khai báo sau đây là đúng hay sai? Nếu sai mình sửa lại cho đúng. Ở đây có khai báo biến và khai báo hằng. Đó. Các em nhớ rằng khai báo biến thì bắt đầu bởi từ khóa var, khai báo hằng thì dùng từ khóa const. Như vậy khai báo biến thì là var tên biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy, khai báo hằng là const tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Như vậy chúng ta thấy rằng rất rõ ràng câu A là đúng, câu B, C, D đều sai. Rồi bây giờ mình sẽ sửa lại như thế nào nè. Câu B đó, nó sai là do cái cách đặt tên biến không bắt đầu bằng số. Nhớ ha, tên trong Pascal không được bắt đầu bằng số. Như vậy chúng ta sửa lại, chúng ta bỏ số 4 đi là xong ha. Câu C, rồi khai báo biến thì bắt đầu bởi từ khóa var, cho nên chúng ta sửa lại thay chữ const bằng chữ var. Câu D, khai báo hằng thì dùng từ khóa const, cho nên chúng ta sửa lại là const r bằng 30 chấm phẩy. Bài tập số 2, hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng. Rồi, các em quan sát cái chương trình này ha, khá là nhiều lỗi nè. Ví dụ khai báo biến thì không thể có dấu bằng được nè, chỉ có dấu 2 chấm thôi nè. Khai báo hằng thì không có dấu 2 chấm nè, chỉ có dấu bằng thôi. Rồi, A 2 chấm bằng 200, thiếu dấu chấm phẩy, những cú pháp của câu lệnh gán là tên biến 2 chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Rồi còn một cái quan trọng sai cực kỳ nữa nè. Ở đây mình thấy nè, B 2 chấm bằng A chia C. Cô có từng nói với mình rồi, kết quả của một phép chia trong Pascal được xem là một số thực. Do đó mà B ở đây đó phải in ra là kiểu số thực. Nhớ ha. Như vậy khi B được in ra kiểu số thực thì B phải được khai báo kiểu dữ liệu là số thực, và write ở đây cũng chưa đúng luôn. Vậy bây giờ mình cùng sửa nha. Rồi. Ở đây mình thấy nè. Rồi, bài 3. Sau khi thực hiện xong đoạn chương trình sau, thì giá trị của biến y là bao nhiêu? Rồi, câu A. A 2 chấm bằng 3 chấm phẩy, B bằng 5. Ha. Thì sau khi mình thực hiện cái phép gán y 2 chấm bằng A cộng B, thì giá trị của y là bao nhiêu nhỉ? Câu B. X 2 chấm bằng 10. Ha. Y 2 chấm bằng x cộng 2 chấm phẩy. Vậy thì mình cùng coi đáp án nha. Đầu tiên A bằng 3, B bằng 5. Đó, mình thực hiện phép gán thì y sẽ nhận được giá trị của a cộng b tính là 3 cộng 5 sẽ bằng
8. Vậy câu B, x có giá trị là 10. Sau khi thực hiện xong cái phép gán y 2 chấm bằng x cộng 2, đó là 10 cộng 2 chính là bằng 12. Bài số 4, cho bài toán tính độ dài đường trung bình C của hình thang với độ dài đáy lớn là A và độ dài đáy nhỏ là B. Với A và B là hai số nguyên lớn không được nhập từ bàn phím. Như vậy thì câu A người ta hỏi là hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình giải bài toán trên. Câu B là viết câu lệnh khai báo biến của bài toán trên. Rồi ở đây chúng ta đã thấy một cái hình thang, thì chúng ta đã được học rồi công thức tính độ dài đường trung bình của hình thang là bằng tổng của đáy lớn và đáy bé chia cho 2. Có nghĩa là C lúc này sẽ bằng A cộng B chia cho 2. Như vậy thì chúng ta sẽ khai báo biến như thế nào đây? Biến A, biến B sẽ có kiểu dữ liệu là integer. Có nhiều bạn sẽ hỏi cô là cô ơi A và B nó là cái số lớn không? Mình khai báo kiểu byte được hay không? Thì byte có cái phạm vi từ 0 đến 255. Đó là cái số lớn hoặc bằng 0. Như vậy thì mình có thể khai báo kiểu byte. Tuy nhiên để cho cái số nó lớn hơn 255 thì chúng ta sử dụng luôn là kiểu dữ liệu integer. Ha, là kiểu dữ liệu số nguyên là integer. Rồi, C nó là cái kết quả của phép chia A cộng B chia 2. Cho nên C sẽ có dữ liệu là real. Chúng ta nhớ ha, nếu kết quả của một phép chia thì chúng ta sẽ khai báo kiểu dữ liệu là real. Như vậy, mình sẽ viết câu lệnh khai báo biến. Đó là và A, B, 2 chấm integer. Rồi, C, 2 chấm real, chấm phẩy. Được chưa nào? Rất là dễ đúng không? Vừa hướng dẫn cho tất cả các em những cái kiến thức cũng như cái bài tập liên quan đến biến và hằng. Chúng ta cùng nhìn lại bài hôm nay nhé. Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi. Dữ liệu do biến lưu trữ được gọi là giá trị của biến. Khai báo biến ở phần khai báo của chương trình. Việc khai báo biến gồm khai báo tên biến và khai báo kiểu dữ liệu của biến. Cú pháp để khai báo biến là và tên biến 2 chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Trong đó chúng ta nhớ rằng tên biến thì phải đúng với quy tắc đặt tên. Các thao tác có thể thực hiện với biến là gán giá trị cho biến và tính toán với các biến. Để gán giá trị cho biến, chúng ta sử dụng cú pháp tên biến 2 chấm bằng biểu thức chấm phẩy. Hằng nó sẽ là đại lượng dùng để lưu trữ dữ liệu và có giá trị không đổi. Cú pháp khai báo hằng là const tên hằng bằng giá trị chấm phẩy. Như vậy chúng ta để ý nè, biến và hằng đều là lưu trữ dữ liệu. Đó, nhưng mà biến thì có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình, còn hằng thì không thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình. Việc khai báo biến thì chúng ta sử dụng từ khóa var, còn khai báo hằng chúng ta sử dụng từ khóa const. Như vậy là cô đã hướng dẫn cho mình tất cả các cái nội dung liên quan đến biến và hằng. Các em xem video nhiều lần để hiểu bài, chép bài học, ghi nhớ bài học và làm bài trắc nghiệm trên trang lớp học nhé. Chào tất cả các em, chúc tất cả các em có được những buổi học thật vui nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em vào tuần sau.